Qua lời kể của hướng dẫn viên thì tôi rất ấn tượng với bếp Hoàng Cầm, khói bếp tỏa ra khi nấu ăn nhằm tránh bị máy bay của địch phát hiện từ trên cao. Bếp mang tên người chế tạo ra nó và bếp này được sử dụng phổ biến trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Khu di tích Mường Phăng mỗi năm đón hàng triệu lượt du khách trong nước và quốc tế đến để tìm hiểu, nghiên cứu về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ hoặc đơn giản chỉ để sống lại những kỷ niệm gian khổ hào hùng của một thời trai trẻ như ông Nguyễn Đức Lợi, một cựu chiến binh thời kỳ trong mỹ ở chiến trường tây nguyên thời gian ấy anh em mình quá khổ mà phải chịu đựng tôi thấy là cái giai đoạn ấy thì ông giáp người anh cả của chúng tôi thì tôi thấy là quá tài tình những lều tranh với lá nhưng với ý chí quá kiên cường và hai nữa là một cái sự lãnh đạo của đảng quá tuyệt vời các thế hệ trẻ việt nam phải học tập thế hệ cha ông mình quyết tâm bảo vệ từng tất đất của quê hương đất nước mình đến với Mường Phang hôm nay, ngoài việc thưởng ngoạn phong cảnh, khí hậu mát mẻ trong lành, du khách còn bị thu hút bởi đời sống sản xuất của đồng bào dân tộc Thái trong những ngôi nhà sàn thấp thoáng ẩn hiện. Nơi đây, sự sống vẫn lên xanh bên cạnh những ký ức hào hùng sống mãi. Phải nói là một chuyến đi rất là ý nghĩa chị Huyền ạ. Ừ, còn nhiều địa danh nữa cũng rất là hấp dẫn hằng nhá để lần sau chị sẽ kể tiếp cho em bởi vì uh, thời gian dành cho chuyến đi của chúng ta hôm nay thì đã hết mất rồi chắc chắn là lần sau chị phải uh, giới thiệu nhiều điểm đến ở địa biên hơn cho em đấy nhá chắc chắn các bạn quan tâm có thể nghe lại chương trình này trên trang web vv2.vn đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh. Chương trình học tiếng Anh qua truyện đọc. Learn English through stories. Thưa các bạn, sự ra đi của người vợ và đứa con vừa mới lọt lòng đã khiến cho thầy Chips trở nên khác hơn theo như lời nhận xét của những người xung quanh và sau đó, mọi người bắt đầu để ý tới mái tóc vốn đã bạc của thầy, để ý tới tuổi 50 của thầy và bắt đầu nghĩ rằng thầy đã già. Nhưng thầy Chips không cho rằng tuổi 50 là đã già, thậm chí thầy còn cho rằng bản thân mình ở tuổi 50 chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Để hiểu được câu chuyện ngày hôm nay, các bạn cần học những từ và nhóm từ sau đây. mature, trưởng thành, familiar, quen thuộc, institution một người nổi tiếng vì đã công tác ở một nơi nào đó trong vòng nhiều năm. Worth. Giá trị. Proud, pride. Tự hào. Long service. Công tác lâu năm. Acquire. Đạt được, giành được. Gown. Áo choàng. Bench. Bậc thềm. Priest. Linh mục. Board. Tấm bảng. Imitate. Bắt chước. Steel-rimmed spectacles. Kính gọng thép thread sợi chỉ scatter giải rác engage in tham gia vào một số hiện tượng ngữ pháp cần lưu ý trong phần này cấu trúc no sooner than chúng ta sử dụng cấu trúc này để nói một sự việc xảy ra ngay sau một sự việc khác xảy ra trước đó chúng ta thường dịch cụm này là vừa mới xảy ra một việc gì thì sự việc khác đã xảy ra Chú ý rằng ở vế no sooner, chúng ta phải đảo ngữ, tức là đảo trợ động từ lên trước chủ ngữ và động từ nguyên thể. Ví dụ: No sooner had she stepped out of the car than she fell down. Mời các bạn nghe phần 16 của câu chuyện. Goodbye Mr Chips, part 16. Bởi vì cùng với thế kỷ mới, thầy Chip đã trưởng thành hơn. Cùng với đó là những thói quen và những trò đùa lặp đi lặp lại thì thầy cũng được chấp nhận như là một con người truyền thống. For with the new century Chips matured and his familiar habits and often repeated jokes came to be accepted like a time-honored institution. Thầy không còn gặp khó khăn với việc thu xếp mọi việc, cũng không còn cảm thấy xấu hổ về công việc cũng như giá trị của mình. He no longer had any trouble with keeping order. Nor did he feel shy about his own work or worth. Thầy thấy rằng cũng như cách thầy tự hào về Brookfield thầy cũng có thể cảm thấy tự hào về chính mình và vị trí của mình hiện giờ thầy cảm thấy tự do để có thể hoàn toàn là chính mình. He found that just as he was proud of Brookfield so he could feel pride in himself and his position. He now felt free to be completely himself. Do công tác lâu năm nên thầy cũng đã được hưởng một số quyền hạn nhất định, cho tới một số thói quen kỳ lạ nhưng vô hại thường thấy của các thầy giáo. He had also won by long service to those so often acquired by Thầy mặc chiếc áo choàng của mình cho tới khi nó gần như rách toạc ra, vải không còn liền với nhau nữa. He wore his gown till it was almost too torn to hold together. Khi thầy đứng trên thềm gỗ gần những bậc thang của hội trường lớn để điểm danh, thầy trông giống như một vị linh mục giả nua đang cử hành nghi lễ. When he stood on the wooden bench by the big hall steps to take call over, he looked like some old priest performing a ceremony. Thầy cầm danh sách trên tay, đó là một tờ giấy dài cuộn quanh một miếng bảng, khi mỗi cậu bé đi qua, cậu ta sẽ nói tên của mình để thấy chip kiểm tra và đánh dấu vào danh sách. In his hand, he held the school list, a long sheet curling over a board. As each boy passed, he spoke his name, for chips to check and tick off the list. Cái nhìn đó của thầy đối với các cậu bé thì là một cái nhìn dễ bắt trước. và chúng cũng thích bắt chước điều đó. Chiếc kính gọng thép trở xuống tận mũi, đôi lông mày dựng lên một bên cao hơn bên kia chút xíu. That glance was an easy and favorite one for boys to imitate. Steel-rimmed spectacles slipping down the nose, eyebrows lifted, one a little higher than the other. Và trong những ngày trời có gió, tất cả những thứ đó trở thành một mớ lộn xộn khôi hài. Áo choàng, tóc tai và cuốn danh sách bay hỗn loạn. And on windy days, The whole thing became a comic turn with his gown and white hair and the school list fluttering in confusion. Một vài cái tên như một đoạn điệp khúc về sau này trở lại trong tâm trí thầy mà chẳng cần mất công nhớ lại. Ainsworth, Atwood, Evanmore, Bercook, Bax, Barnard, vân vân. Some of the names, rather like a chorus, came back to him ever afterwards. Without any effort of memory, Ainsworth, Atwood, Avonmore, Babcock, Bags, Barnard. Một đoạn điệp khúc khác như Unsley, Vales, Wadham, Wagstaff, Wellington, Waters, vân vân. Another one, Annesley, Veals, Wadham, Wagstaff, Wellington, Waters. và còn một đoạn khác mà thầy thường nói với học sinh lớp Latin của mình rằng có giai điệu như thơ tiếng Latin Lancaster Latin Limer Leighton Bosworth MacGonigle Mansfield vân vân and yet another that as he used to tell his fourth form Latin pupils had the rhythm of Latin verse Lancaster Latin Limer La Leighton Bosworth MacGonigle Mansfield Những học sinh đó đã đi đâu hết rồi nhỉ? Những cậu bé mà tên của chúng được thầy Chips nhóm lại trong danh sách, giống như những sợi chỉ trong một mẫu vải, chúng đã giải rác tận chân trời nào? Where had they all gone those boys whose names he once held together in a list like threads in a pattern how far had they scattered trong khi đó thì tình hình thế giới lại luôn biến đổi, sẽ chẳng bao giờ có bất cứ một ý nghĩa nào cho những đoạn điệp khúc đó. Meanwhile, in the ever of the world, there could never again any meaning to those choruses of Đằng sau Brookfield, thầy Chip thấy một thế giới đầy thay đổi và xung đột, và hơn cả những gì thầy nhìn ra, thầy quan sát thế giới này với đôi mắt nhớ về Kathy. And behind Brookfield, He saw the world of change and conflict, and he saw it more than he realized with the remembered eyes of Kathy. Thầy nhìn nhận mọi thứ với vẻ điểm tĩnh và đánh giá công bằng những thứ mà thầy có được từ cô ấy. He viewed everything with a calmness and balanced judgment that had come to him from her. Đó là một phần con người của thầy. Ví dụ như, thầy không ủng hộ việc đối xử cay cắt với những người bua. Không phải thầy là người ủng hộ những người bua, thầy là con người quá truyền thống để có thể làm như vậy. It was part of him, for example, that he did not share the general bitterness against the Boers. Not that he was pro Boer, he was too traditional for that. Thầy cũng không thích những người ủng hộ những người bua, nhưng theo thầy được biết, also he disliked the kind of people who were pro-boers but still it did occur to him that the boers were engaged in a struggle not unlike those of certain heroes in english history Một lần thầy đã định thử làm kích động bọn trẻ lớp 5 bằng việc đưa ra ý kiến này, nhưng chúng lại nghĩ rằng đó chỉ là một trong những câu nói đùa của thầy mà thôi. Bây giờ mời các bạn nghe lại toàn bộ phần chuyện ngày hôm nay bằng tiếng Anh và trả lời câu hỏi sau đây của chúng tôi. what were mr chip's opinions about the boars. and there was a sense in which it was true for with the new century chips matured and with his familiar habits and oft-repeated jokes that came to be accepted like time-honoured institution he no longer had any trouble with keeping order nor did he feel shy about his own work and worth. He found that just as he was proud of Brookfield, so he could feel pride in himself and his position. He now felt free to be completely himself. He had also won, by long service, certain rights to those harmless, peculiar habits so often acquired by schoolmasters. He wore his gown till it was almost too torn to hold together. When he stood on the wooden bench by the big hall steps to take call over, he looked like some old priest performing a ceremony. In his hand, he held the school list, a long sheet curling over a board. As each boy passed, he spoke his name for Chips to check and tick off the list. That glance was an easy and favorite one for boys to imitate. Steel rimmed spectacles slipping down the nose, eyebrows lifted, one a little higher than the other. And on windy days the whole thing became a comic turn with his gown and white hair and the school list fluttering in confusion. Some of the names, rather like a chorus, came back to him ever afterwards without any effort of memory. Ainsworth, Atwood. Avonmore, Babcock, BAGS, Barnard, another one, Unsley, Vales, Wadden, Wagstaff, Wallington, Waters, and yet another that, as he used to tell his fourth form Latin pupils, had the rhythm of Latin verse, Lancaster, Latin, Lamere, Lytton, Bosworth, McGonigal, Mansfield. Where had they all gone, those boys whose names he once held together in a list? Like threads in a pattern, how far had they scattered? Meanwhile, in the ever changing pattern of the world, there could never again be any meaning in those choruses of names. And behind Brookfield, he saw a world of change and conflict, and he saw it more than he realized with the remembered eyes of Cathy. He viewed everything with a calmness. And a balanced judgment that had come to him from her. It was part of him, for example, that he did not share the general bitterness against the Boers. Not that he was pro Boer, he was too traditional for that. Also, he disliked the kind of people who were pro Boers, but still, it did occur to him that the Boers were engaged in a struggle. Not unlike those of certain heroes in English history. He once tried to shock his fifth form by suggesting this, but they only thought it was one of his little jokes. The của các bạn là gì? He did not share the general bitterness against the Boers. He also thought that the Boers were engaged in a struggle not unlike those of certain heroes of English history. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần sau. Script: Nguyễn Quốc Hùng, Lê Lan Hương. Speakers: Lê Lan Hương, Cynthia Mann. Chương trình hướng dẫn học tiếng Nhật. Radio chào các bạn, mời các bạn đến với chương trình học tiếng Nhật qua đài tiếng nói Việt Nam. trước hết chúng ta sẽ học bài 80 chương trình cùng nhau học tiếng Nhật phần hai với mẫu câu cơ bản là lâu lắm mới gặp lại anh chị. sang con Hà trang Hà Trang xin chào các bạn Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học tiếng Nhật bài số 80 của bộ phim Japan My love hay là nước Nhật tôi mến yêu mời các bạn nghe đoạn hội thoại sau <laughs>